tập 2. Công nguyên năm 604, Tùy Văn Đế nhân thọ năm thứ tư Giáp Tý, thân mẫu Tống Dung qua đời, Trần Huy, Huyền Trang 5 tuổi. Ngài nhẫn tâm để Quy Nhi đi theo đường Ngài sao? Tuy nước sông Giang có thể bôi trơn nhiều thứ, phò trợ minh chủ cần có 100 năm, nói chi chuyện ngày sau. Như vậy ý của đại sư như thế nào, xin chỉ giáo cho. Quy Nhi nè, đây, sư phụ thiên cơ bất khả lộ sao? Thay triều quán đại thôi, vậy đến khi nào thì mới có thể? Lão gia, phu nhân mời ngài và sư phụ vào trong dùng trà. Biết rồi. Đi thôi. Mời sư phụ, mời. Đi. Quy Nhi, đến giờ đọc sách rồi. Lưu đệ phụ thân con nhìn thấy sẽ nói con đó. Tam nghệ sư phụ nói, được người cúng tế là Phật pháp vô biên, phụ thân làm quan không thể cứu bá tánh, cũng không cứu được nhị tỷ, cần phải xuất gia không làm quan. Quy Nhi, mẹ muốn con làm một thầy tu thanh bần, không làm tham quan ô lại. Nhị tỷ con ở đó cũng không biết bây giờ như thế nào. Mẹ Quy Nhi, phu nhân à, nàng đang buồn chuyện gì? Lão gia, Ai Liên một mình nơi xa lạ, tội nghiệp con chỉ mới 16 tuổi, thanh đăng cổ tự, biết đâu ngày tháng xin Phật tổ phù hộ, nhị tỷ bình an. Đây là ký hiệu thứ hai, nếu người không cải tà quy chết. Thank you.
Đại nhân, bần tăng cáo từ tại đây. Không biết ai đã hành thích, may có người cứu giúp, quan nghiệp của tôi quá nặng. Đại nhân đã rơi vào luân hồi, nhân quả chính là mạng. Có phải là sư phụ ngấm ngầm giúp đỡ không? Là phúc không phải quả, đã là quả thì không tránh khỏi. Đại nhân, ngài lên đường nhớ bảo trọng, bần tăng xin cáo từ. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn người. Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn phu nhân. Lão gia đi đường bình an, phù hộ phu nhân đi đường bình an, Phật tổ phù hộ phu nhân đi đường bình an. Phật tổ phù hộ, quá tội nghiệp. Đi thôi. Cảm ơn đại ân nhân cứu khổ cứu nạn. Cảm ơn đại ân nhân cứu khổ cứu nạn. Đây. Phu nhân à. Mau dìu phu nhân lên xe đi. Dạ. Mẹ, mau lên, dì phu nhân lên xe đi. Đi thôi. Dạ, phu nhân lên xe. Phu nhân cẩn thận đó. Đúng là người tốt đó. Đúng là người tốt. Cảm ơn lão gia. Thank you.
Phi đệ tỷ vào trong thông báo Trần đại nhân quy lệnh Giang Lăng trước hồi hương, xin ngủ nhà một đêm. Tôi đi thông báo, xin đợi một chút. Trần đại nhân quy lệnh Giang Lăng cũ muốn gặp. Hả? Mau mời. Dạ. Lão gia cho mời. Dạ mời. Tại hạ Trần Tuệ, trên đường hồi hương cảm thấy sức khỏe không ổn, mạo muội làm phiền quý phủ cho ở vài ngày. Không sao không sao, nè mời ngồi. Đà. Mời ngồi. Phu nhân mời ngồi. Xin đa tạ. Đại nhân, người ra ngoài ai cũng không thể đem theo nhà, cứ việc ở lại. Đại nhân cứ yên tâm ở lại. Đa tạ. Tiểu công tử, đưa bé này ngủ say rồi. Xem nè, gương mặt của nó rất thanh tú, tướng rất có phúc. Cảm ơn phu nhân đã khen. Tự dưng được công tử xuống dưới ngủ. Được, đi theo ta. Hạ quan trước đây không đến, đi đường ở nhờ, được đại nhân giúp đỡ cho ở nhờ, xin ngài thông cảm cho. Đại nhân đừng có khách sáo như vậy. Thật sự thấy ngại quá. Đại nhân đến gia trang ở, khiến gia trang được thơm lây. Lý Hiền à? Dạ. Ủa, đại nhân, đây là... Đây là 20 lượng bạc, xem như là quà gặp mặt. Đại nhân, như vậy là quá khách sáo rồi. Xin đại nhân hãy nhận về cho. Xin đại nhân hãy nhận về cho. Như vậy, thật sự làm khó lão phu rồi. Một chút quà mọn không được thành ý. Lão gia, bên ngoài có một tang mục đi xin cầu kiến. Mau mời. Dạ. A-di-đà-phật. Tam Huệ sư phụ. Pháp sư, sao ngài biết hạ quan ở đây vậy? Bần tăng đến đem một báo vật cho đại nhân. Ngài xem, đó là ai? Ai li? Aileen. Aileen. Mẹ. Mẹ. Aileen. 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 Mẹ. Aileen. Mẹ. Mẹ. A Di Đà Phật. Con tội nghiệp. Aileen. Cha. Việc gì? Con ơi, phu nhân đừng quá đau lòng, bà nên vui mới đúng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ ơi. Đà tạ pháp sư đại ân đại đức. Mời. Năm đó bần tăng xuất gia ở chùa Linh Ẩn, mai nhờ đại nhân phu nhân cho người độ bần tăng cùng vị công tử cùng lúc xuất gia. Ơn như giọt nước đáp bằng nguồn suối. Với danh nghĩa là huynh muội, bần tăng đưa tiểu thư đều là vì Trần phu nhân, mẫu tử đoàn viên, biểu hiện tâm ý của bần tăng. Phu nhân, điều này xin bà cứ yên tâm. Pháp sư luôn nhớ ân ân oán oán của tục gia, hay là vẫn chưa xuất thế? Phu nhân à, hành thiện nhiều là giáo lý Phật pháp. Bần tăng là người bình thường, chỉ biết làm việc thực tế, tích thiện xây công đức thôi. Hả? Ai liền về là bệnh của mẹ khỏi nhiều. Ngày mai là ngày Phật đản, Tam Huệ sư phụ đã tới, hãy mời pháp sư chủ trì tắm Phật. Cảm tạ Phật tổ đại từ đại bi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật.
Sư phụ mời. Thiện tai, thiện tai. A Di Đà Phật. Thập phương tam thế Phật, Như Lai Phật đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sinh, hoài đức vô cùng cực, sám hối tam nghiệp tội. Con nay đại quy y. Không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Đại nhân, xin mời. Xin mời phu nhân, xin mời. Hay là mời đại nhân. Mọi người đều tới tấm Phật, thành tâm cầu nguyện. Đúng, đúng vậy. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. 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 Ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, 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 ngã nguyện vô cùng. Đại nhân, chính mắt thuộc hạ thấy hòa thượng đưa Ái Liên vào trong đó đó. Đi vào hướng đó có phải không? Đi từ chỗ này, bọn họ chạy không thoát đuổi đâu. Đuổi thật, đi, đuổi thật. A Di Đà Phật, mỗi vị uống một muỗng tích thọ sống lâu. Xin mời, xin mời. Mời mọi người. Mời mọi người. Xin mời, mời, xin mời. Mời, mời. Mời. Phu nhân mời. Phu nhân, mọi người xem, phu nhân đúng là có phúc. Đúng vậy. Trần Tuệ đúng là thông minh, khiến hòa thượng không nói được gì. Hơn 100 mỹ nữ đều làm ni cô hết, còn bù thêm hơn 1.000 lượng bạc nữa, lại lén lút đưa tiểu nữ về nhà, còn không trị hắn tội khi quân hay sao chứ? Tô gan không dám. Hoàng thượng độ đi cô là tịnh Phật tục căn, ai ai cũng biết. Người dám là trái thánh ý. Tiểu nhân biết tội. Im bặt. Đi, đi. Chờ. Tí tí, tí cầm lấy. Tà đệ đệ. Tà luôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Để thí chủ mời. Nhanh lên, nhanh lên. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyên tiền không bằng quyên người. Quyên tứ công tử cho bần tăng đi. Tài sản nào tôi cũng quyên được, chỉ tại bây giờ không thể quyên. Nó vẫn còn nhỏ. A Di Đà Phật. Người quyên không bằng trời quyên, thân quyên không bằng tâm quyên.
quyên mà không quyên, không quyên mà quyên. A Di Đà Phật. Lão già Trần Tuệ đó cũng mù mù lắm. Thế là không thoát khỏi tội khi quân. Phó Nghĩa. Có. Đi. Đi. Chà. Chà. Đẹp lắm. Đúng là tuyệt đẹp. Bức tranh đó như thế nào vậy? À, thật sự rất đẹp đó. Xin Pháp Sư chỉ dạy cho. Bức này theo ý của Bần Tăng thì phong cách rất thanh nhã. À, Quỳ Nhi, con xem như này. Trong đó có chút lạnh lẽo. Con phải nhớ thật kỹ càng. Đây là bức tranh rất đẹp đó. Pháp Sư, Pháp Sư đúng là cao minh quá. Con biết rồi. Phu nhân à, tiểu nhân xin phép. Ngọ thiện của chủ nhà khi nào mở vậy? Mẫu thân ơi, mẫu thân, hôm nay là ngày sinh Phật Tổ, không thể sát sinh, hãy phóng sinh cá đi. Nói là mời chủ nhà, không thịt không cá, không thành ý lắm phải không? Vậy chuẩn bị đồ chay đi, để công tử phóng sinh cá này đi. Mẫu thân, mẫu thân. À, được rồi. Thả nó đi. Đi đi. Tí tí. Chúng ta đi. Bần Tăng nói đứa trẻ này có tuệ căn, mọi người thì lại không nỡ quyên. Đại nhân, thần võ tướng quân khâm sai Vũ Văn đại nhân đến, nói là đến để tiễn chân Trần đại nhân. Chạy đến đây đưa tiễn. Không có ý tốt rồi. À, mọi người nhanh chóng tránh đi một lúc. Mau mời. Dạ. Vũ Văn tướng quân mời xuống ngựa. Nhanh, cột lại. Nhanh lên. Tướng quân, hạ quan đã bố trí ở đây cả. Cả nhà của Trần Tuệ đều ở trong đó. Xin lệnh nhân cứ dặn dò. Hắn ra rồi. Tại hạ không biết tướng quân giá đáo, không kịp nghênh tiếp, xin thứ tội cho. Không dám, không dám. Đứng dậy, đứng dậy đi. Tại hạ dám hỏi tướng quân đến đây có việc gì không? Tể không không cần phải đa lễ với ta. Bổn hoàng đến đây đưa tiễn. Tại hạ chỉ là thảo dân, đâu dám làm phiền đến tướng quân, làm khó Trần mỗ quá. À, trời ơi, Tuệ công, Tuệ công, không cần phải lo lắng như vậy. Đứng lên đi. Chúng ta là cố hương, lại cùng khoa nữa. Bổn hoàng chỉ muốn đến đưa tiễn. Lão đệ ra đi vội vàng, không chào hỏi gì hết, khó khăn ta mới tìm được đó. Nếu đã như vậy, mời tướng quân vào trong hàng nguyên. Mời. Được. Tướng quân mời. Trần huynh, trên đường về cố hương vẽ khung cảnh buồn thẻ như vậy sâu sắc thâm thúy. Tướng quân có điều không biết, để đây bất tài, phong thái trong đây chỉ là cảm nhận của riêng mình. Hư tiếc tỳ thế hữu, tật phong nhậm đông tây. Không có ngày yên vui, phong thanh đãi lãng nhật,
Nguyệt Lạc Hữu Quy Hồng. Thơ hay, hay lắm, hay lắm. Bất tài nhưng cũng thêm hai câu. Mời. Tệ công. Xin chỉ giáo. Thùy giải ngư ông ý, trực câu học thái công. Chê cười. Đại nhân, tể công mời. Mời. Mời tướng quân. Mời tướng quân. Mời. Tể công, phong cảnh ở đây thật là thanh nhã. Sư đệ hạ từ từ thôi. Nhi tỷ, lần này tỷ về không đi nữa có phải không? Nhi tỷ không đi nữa, làm cư sĩ ở nhà. Vậy thì tốt quá, tỷ dạy để học kinh Phật được không, Nhi tỷ? Tỷ vẫn chưa học kinh Phật gì, sao có thể dạy đệ? Không sao đâu, để nhờ Tam Nghệ sư phụ dạy. Chúng ta phóng sanh ở đây nha. Nghe nói đường ở đây thanh tịnh. Tệ công à, dẫn ta đi dạo một vòng. Tại hạ ở nhờ, không dám tự tiện mời khách. Thật ra là không khí ở trong phòng ngột ngạt quá. Ta đi ra ngoài dạo cũng tốt ha. Đi dạo. Phật tổ từ bi có đức hiếu sinh, phóng sanh là ý đó có phải không? Phật tổ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa. Những vật có sự sống đều có tiền nhân hậu duyên, cũng như người ở trong vòng luân hồi vậy. Phóng sanh hành thiện là hành thiện tích công đức. Học vấn Phật môn ba la. Nhị tỷ, chúng ta trao đổi có được không? Nhị tỷ, đệ thay tỷ xuất gia, tỷ ở nhà hiếu thảo với cha mẹ được không? Nè, chúng ta phóng sanh ở đây nha. Dì tiểu thư, đứng dậy đi. Dì tiểu thư, người bị phó nghĩa theo dõi. Hãy mau trốn đi. Nhị tỷ, về thăm cha mẹ cản trở họ việc gì chứ, sư phụ? Công tử à, cô ấy thông qua chọn mấy nhân vào miếu là ni cô đích thân hoàng thượng độ đó. Bần tăng đưa về nhà là không hợp quy tắc. Nếu để người khác thấy ở nhà vậy càng không thể nói rõ, phạm tội khiêu quân, cả nhà phải bị chém đầu đó. Vậy bây giờ phải làm sao? Đợi tôi phóng sanh rồi đi liền. Nhanh lên đi, nhanh lên. Nhi tỷ, phóng sanh đi. Tỷ tỷ, thả đi. Cá ơi, bơi nhanh đi, đi tìm bằng hữu, bơi đến giang hồ, tuyệt đối đừng trở về. Ở đây hả? Ngươi thả cho cá sống, nhưng ta không có tha cho ngươi. Y phục ướt rồi, cởi ra đi. Nè. Đại nhân à, thật ra có chuyện gì vậy? Nghe tiếng, mau đi đi.
Tứ đệ, tỷ đi đây. Thầy tỷ báo hiếu cho cha mẹ nha. Tỷ yên tâm đi, yên tâm. Nghi, chạy đi đâu? Hả? Người đâu? Bắt chúng lại cho ta. Dạ, bắt chúng lại, bắt chúng lại. Người, bắt chúng lại. Dạ. Người không? Võ gia tướng quân đã bao vây cả phủ rồi, người mọc cánh cũng khó mà bay được đó. Đành cho người thêm một dao thôi. Bắt hết bọn chúng cho ta, không để ai chạy thoát cả. Mau, mau chạy mau, chạy mau, chạy mau. Đi, mau! Tần Trang có chuyện gì vậy? Đi, mau lên! Qua đây! Việc này... Đi, đi mau! Đi! Nhanh lên! Ai liền? Cha! Ai liền? Cha! Nguyên gì? Có chuyện gì vậy? Con Nghĩa, thật ra có chuyện gì? Đại nhân, người này là Ái Liên, được Trần Tuệ giấu ở trong nhà. Đây đúng là tội khi quân đó. Tướng quân, lần này Ái Liên về nhà có mang theo kinh Phật và trên người nó còn mặc đồ tu. Ái Liên, Ái Liên, tự ý về nhà phạm tội khi quân, lại giết hoàng gia võ sĩ của ta, hung phạm đào thẩu. Các ngươi cũng không thể thoát khỏi liên quan. Ái Liên, các ngươi phạm tội khi quân, người đâu? Dạ, bắt hết nam đinh lớn nhỏ trần gia cho ta. Đưa Ái Liên vào lao chờ xét xử. Dạ. Mẹ ơi, Dương Giang đại nhân, xin ngài đưa tay. Các ngươi phạm tội khi quân, bổn quan cũng khó thoát thôi. Dương Giang đại nhân, xin ngài đưa tay. Xin ngài đưa tay cho Dương Giang đại nhân, ngài thả bọn họ ra đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con trẻ có tội tình gì chứ? Đúng vậy, con trẻ có tội tình gì? Thả bọn họ đi, bọn họ là người tốt. Hãy thả họ ra đi. Mẹ thả ơi, họ ra đi. Làm ơn thả Quỳ họ Nhi ra đi. Quỳ Nhi, Dũng Văn, xin ngài hãy Tống đưa Dung tay. Con trẻ chỉ mới 6 tuổi, có tội tình gì chứ? Xin làm có ơn tội thả tình bọn gì bọn chứ? Ê, mẹ ơi, mẹ. Quỳ Nhi, mẹ phóng sinh giùm con. Phóng sinh giùm con. Lão già khai ân, xin ngài hãy thả họ ra đi. Xin ngài thả bọn họ. Đi, đi, quan tục mà. Đi, bà lên, đi. Tôi xin ngài hãy thả họ ra đi. Đi. Ai đi vẫn chưa quan tục mà. Đi. Vẫn chưa quan tục mà. Lão già. Nhanh lên đi, đi. Nhanh lên. Đi. Phu nhân. Bà lên, bà lên. Đây, nhanh lên. Đâu hết đi. Đây, bà lên. Mau lên đi. Lẹ lên. Lão gia, để dạy Tống Dung vào. Dạ.
Vũ Văn, ngươi là một người được học hành. Chuyện nữ nhi đã qua mười mấy năm rồi, ngươi vẫn để ở trong lòng, vẫn không từ bỏ. Ngươi có xứng đáng là nam nhân không? Nói thật thì Tống tiểu thư, mà không, Trần phu nhân, đối với bà ngọc nát người già, ta đã không hứng thú. Chẳng qua ta thấy tức giận. Ta thân là hoàng thân, nhà cao chức trọng, có quyền có thế, nhưng ta lại không được bà. Nếu không có được, ta sẽ hủy đi. Nói xem, ta có mạnh hơn hắn hay không hả? Lần này ta thắng phải không? Nói đi, bà hãy nói đi. Tôi không nhìn lầm ông. Là con chó mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. Còn cứng miệng. Trần Tuệ bị dễ về kinh xét xử, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng mà chỉ cần một câu nói của ta thì có thể gặp hung quá cát. Phu nhân, con cái đều có thể bình an. Chỉ cần bà xin ta, ta có thể thả bọn họ ra. Còn có con của bà nữa. Vũ Văn, tôi xin ông hãy thả họ ra đi. Tôi xin ông. Được, được. Bà cầu xin tôi, bà cầu xin tôi. Bộ dạng như lúc nãy ta sẽ thả bọn họ, còn có con của bà nữa mà. Cầu xin ta đi. Vũ Văn, Vũ Văn, tôi cầu xin ông hãy thả họ ra đi. Tôi cầu xin ông mà. Được, được, bà cầu xin tôi. Tôi cầu xin ông. Cầu xin tôi, cầu một lần nữa đi. Bộ dạng phải giống như lúc nãy. Cầu xin ta đi, cầu xin ta đi. Hãy cầu xin ta. Tôi không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy. Trong tay ta không có dao để giết ngươi, nhưng trong xương ta lại có linh hồn kiên cường. Cả đời của ngươi dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Tiện nhân, tiện nhân, đúng là tiện nhân. Ngươi là đồ tiện nhân, ngươi là đồ tiện nhân, đồ tiện nhân, tiện nhân. Ngươi đâu? Dạ, đồ, đồ. Dạ lên, dạ lên, đốt đi. Dạ lên, bọn mình đã đốt cho ta. Mọi người lên, đốt phải đi. Bên đây đó, đốt luôn. Bên kia, bên đó cũng đốt luôn. Nhanh lên, lẹ. Mau lên, đốt hết đi. Đốt, đốt hết cho ta. Đốt hết đi, đốt. Nhanh lên. Mau lên, nhanh lên, nhanh lên. Đốt hết cho ta, đốt hết. Đốt đi, đi. Nam mô A
No.
No.